cây cảnh huyết hồng xin giới thiệu với các bạn về loại hoa cây dạ yến thảo rủ. Em quay cận cảnh hoa cho các bác xem ạ. Cái đầu ngọn xoăn xoăn như thế này là nó đang chuẩn bị ra hoa đây ạ. Về tím kẻ nụ hoa. Dạ yến thảo được gọi được còn mệnh danh là nữ hoàng ban công ạ, vì nó rất là rực rỡ hoa. Loại kẻ này nó có nhiều loại ạ. Đây là trào dạ yến thảo màu trắng, trắng tinh khôi, rất nhiều nụ. Màu tím này nó có mùi thơm nhẹ. Trong tất cả các loại dạ yến thảo rủ thì có màu tím này là nó có mùi thơm, còn nó các màu khác là nó không có mùi thơm ạ. Và loại này nó rủ sâu, rủ sâu như là cái hàng rau muống này. Màu rau muống này cũng rủ rất là sâu ạ. Đây màu cá hồi. Đây em quay tổng thể các màu cho các bác xem qua nhé. Đây dạ yến thảo màu vàng. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây ạ. Còn đến thời gian sắp Tết cây sẽ tốt hơn như tầm tháng 11 bây giờ. Hôm nay là đúng vào ngày 20 tháng 11 ạ. Tầm sắp Tết cây sẽ có những cái chảo nó rủ dài và sâu. Em sẽ quay lại cho các bạn xem, các quý khách, quý vị xem. Thì mọi người sẽ nhìn thấy nó rực rỡ như thế nào, nó đúng là nữ hoàng của ban công như thế nào ạ.
Vâng, xin chào mọi người ạ.